Chào các bạn. Thời gian bây giờ là 6 giờ 36 phút thứ năm ngày 25 tháng 11 năm 2021, tức là ngày 21 tháng 10 năm Tân Sửu các bạn ạ. Vậy là chúng ta sau lập đông bao nhiêu ngày nhỉ? Lập đông là mùng 7 này. 1 tuần, 2 tuần, 14, 15, 16, 17, 18. Sau lập đông 18 ngày. Và trước đông chí bao nhiêu ngày đây? 1 này. 2, 3, 7, 3, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Vậy là chúng ta sau lập đông 18 ngày. Và trước đông chí 26 ngày. Thời gian này là thời gian ủ hoa của vải u hồng các bạn nhé. Thì thời gian này chúng ta quan tâm nhất vấn đề là chúng ta khoanh như nào, phun như nào để vải ủ hoa không ra lộc. Bởi vì vẫn là câu chuyện cũ thôi, từ năm ngoái đến năm nay. Vấn đề thời tiết một cuối mùa thu, theo dự báo là trời rất sớm nhưng nó chỉ đem lại mưa ẩm ướt. Năm nay anh thấy mưa ròng rã. Vậy bây giờ rất nhiều anh em vải đang nhũ lộc rồi. Nhiều trường hợp chúng ta đã khoanh vẫn nhũ, thậm chí phun ức chế vẫn nhũ. Vậy chúng ta khoanh và phun ức chế chưa đạt nhé. Khoanh chưa đủ độ sâu, độ rộng cho vải nó nhũ lộc. Phun ức chế cũng chưa đủ nồng độ, chưa đủ kỹ, chưa đủ đều. Hai cái vải này mình quay rất chi tiết. Mình phun thuốc, cái phân bón lá HTC đại ngàn cũng rất là chi tiết để các bạn xem. Mình chỉ phun thôi, các bạn nhìn hai cái vải này trước lộc xanh đậm, nhưng bây giờ mình phun nó rụng hết rồi, thậm chí trên ngọn cái kia ra 30 phân rồi còn rụng. Đây mình kéo xuống những cành mà bên này mình vẫn nói là mình phun xong khoảng độ nửa tháng thì mới rụng hết. Đây chưa đến nửa tháng này các bạn nhìn này, đấy cuống của nó đấy, khô dần nó rụng. Thế tại sao mình không khoanh, mình chỉ phun không mà rụng, mà các bạn anh em khoanh thì còn phun không rụng được? Bây giờ hoàn toàn cho các bạn mà thôi. Đấy, các bạn nhìn, gốc vải mình khoanh đâu? Mình khoanh một lần nhỉ? Một lần, hai lần từ thời xưa đến giờ. Đấy, đây. Đấy, vút nốt khoanh các bạn nhìn này. Mình đặt ngón tay nó vừa này. Cây nhỏ nhá. Tiếp theo cây bên này anh thế. Và nhiều anh em ngại. Vậy, năm ngoái, anh em mà các bạn dùng HTC bảo không hiệu quả, càng phun càng ra lộc. Năm nay các bạn cũng có bạn rồi phun rồi cũng không hiệu quả, cũng bị không rụng và vẫn nhũ lộc cả khoanh nữa. Vậy mình chỉ cần quay hai cây kia thôi, các bạn đã đủ thấy mình không khoanh, chỉ cần một lần phun. Như năm nay mình phun mắc cao nhất của người ta, đó là một bình, à một lọ 500 ml mình pha cho 160, tương đương là 3,125 ml cho 1 lít nước với mác cao nhất, phun đẫm vào cây lộc vải đang nhú, đang ra 15, 20, thậm chí 30 cm. Nó rụng sạch, phun thời gian sau lá chuyển sang màu nghệ vàng khẻ đây. Đấy, chỉ cần một đường, một cách phun thôi. Vậy thứ nhất các bạn phun không đủ đậm đặc, không đủ liều, rồi không đủ cái độ kỹ, cho nên các bạn phun không thành công. Khoanh thế, các bạn khoanh chưa đạt, cho dẫn đến hiện tượng là một là chưa đủ rộng, hai là bị hở, dẫn đến không thành công. Tiếp theo, đây là những cây vải tháng 3 đằng sau nhà mình. Đây mình cũng chỉ phun thôi, các bạn nhìn nhé. Màu nó chuyển sang màu nghệ nghệ tối tối vàng vàng rồi, trước nó xanh đậm hơn. Đây cây bên cạnh thế. Cây này nó chưa kịp thành thục xanh, nhưng là phun nó giữ luôn màu vàng, lá rất cứng nhé các bạn nhìn này. Chỉ một phun HTC thôi. Đấy. Và mình sẽ nói lại vấn đề tại sao chúng ta phun HTC. Thứ nhất, không diệt được lọc là như mình vừa nói. Thứ hai, trường hợp chúng ta phun nghẹn, bởi vì anh em các bạn sợ rồi. Thì chúng ta hiểu tại sao chúng ta phun, một là không dụng lọc, hai là nghẹn. Vậy là cách thời điểm chúng ta làm nó không phù hợp. Thứ nhất, mình vẫn chia sẻ đi chia sẻ lại. Từ năm mình làm video, thật ra là mình không phải mình làm video, làm YouTube, mình chẳng biết gì về YouTube đâu. Mình chỉ biết là nó có hình camera, mình bấm bừa phứa vào đấy là nó đăng lên.
các thứ ấy trở đi, mình thành đăng để lưu giữ lại. Mình làm thành một công thức không bao giờ thay đổi, dù rằng xuân hạ thu đông năm ấy lập xuân lập hạ như nào, dù rằng mưa gió giá rét như nào, mình vẫn làm y oắc như thế. Cho nên nếu các bạn tham khảo thì rất đơn giản, bởi mình có một mốc thời gian cố định, gần như là như đóng đinh, không thổi đổi, không thay, không chỉnh, không sửa. Còn thời tiết nó di dịch do mưa, ẩm, ấm, ướt như nào, đến sớm, đến lạnh, đến muộn ra sao thì thật ra nó vẫn cố định thôi. Cho nên mình làm cố định. Cái nữa, mình nắm được đặc điểm thời tiết, cho nên mình làm mình rất là liều. Ví dụ năm ngoái mình dám bỏ cả vườn mình khoanh, năm nay mình tiếp tục bỏ tuốt tuần tuột các loại vải mình khoanh, bởi vì mình nắm được đặc điểm thời tiết, nắm được chính xác mùa vụ của nó, cho nên mình mới làm như vậy. Ngoài ra tại sao anh em và các bạn phun không hiệu quả, còn mình phun thì được? Đấy, thì mình giải thích như này. Thứ nhất là mình nắm được cái bản chất của cây, đặc điểm của cây. Thì bây giờ mình sẽ nói riêng về HTC này thôi, để các bạn xem. Rồi mình sẽ giải thích tại sao các bạn phun thì không hiệu quả, rồi cũng như thời gian đặc điểm của cây, tại sao các bạn khoanh và phun thì không hiệu quả như vậy. Bây giờ mình sẽ trèo lên cái cây, cái thang cao ngất của nhà mình. Các bạn xem vải mình đây. Vải thiều của mình bây giờ đang màu ban, màu mận chín. Đấy. Vải này thì 26 ngày nữa đồng chí thì tuyệt vời. Lộc thì chưa ra, mà chắc chắn là chưa ra lộc, mà vải thì vừa thành thục. Có thể cái này hiểu mình không khoanh, không phun, nhưng phải tùy cơ ứng biến nhé. Thì bây giờ mình sẽ nói về tại sao chúng ta khoanh nhưng vải chúng ta ra lộc. Bởi vì các bạn khoanh sớm quá. Đơn giản vậy thôi. Xuân, hạ, thu và đầu đông là thời gian cây vải thiều hoặc một số cây vải nó đang trong thời gian sinh trưởng, bởi nó phát triển. Chúng ta khoanh sớm quá. Các bạn khoanh từ, nhiều bạn khoanh từ tháng 8, tháng 9, đúng là đang thời gian là cuối mùa thu. Nó vẫn là cái thời gian chúng ta đang ra lộc. Trời ẩm, ướt. Nó là thời gian ra lộc, cho nên nó ra lộc. Thứ hai, chúng ta phun cũng thế, cũng sớm quá. Cây vải trên thời gian ngừng nghỉ, ấm, ẩm, nó là thời gian ra lộc, bắt buộc nó ra. Vậy thứ nhất, chúng ta khoanh, phun quá sớm. Thứ hai, như mình vừa nói, đó là chúng ta khoanh chưa đủ, phun chưa đủ. Còn tại sao chúng ta phun nghẹn hoa, nghẹn lộc, nghẹn hoa, hay là kể nghẹn, nghẹn lộc sau này nhiều bạn mà phun tận mùa hè, chúng ta chưa ra lộc, chúng ta phun cũng thế. Chúng ta phun không đúng liều, một là phun đậm. Bởi vì nha ra nhà bán thuốc nhiều người, mình thấy các bạn chia sẻ phun đậm gấp đôi. Phun đậm, giờ các bạn phun nhiều lần. Vậy là chúng ta khoanh một lần, nó tương đương như chúng ta phun một lần rồi. Chúng ta phun lần nữa là hai lần. Và chúng ta khoanh một thời gian xong chúng ta phun. Thậm chí nhiều bạn khoanh sớm từ tháng 8, tháng 9. Tháng 9 xong chúng ta phun tiếp. Xong lại phun tiếp, phun ba lần. Cây nó kiệt quệ. Vì cái lộc cái lá đó nó, khi chúng ta khoanh từ tháng 9 chẳng hạn, rồi đến một thời gian sau nhũ lộc chúng ta phun tiếp. Một thời gian nữa nhũ lộc chúng ta phun tiếp, chúng ta làm ba lần. Cây nó quá suy kiệt. Dẫn hiện tượng nó ngủ, nó nghẹn, nó không ra được nữa. Đấy, cái nữa đôi khi các bạn phun nhiều. Phun 2-3 lần. Cho nên mình thành công thức chỉ phun trước khi ra hoa 45-50 ngày. Vậy thời gian này là thời gian cây nó vải, đúng đến thời gian nó ngừng nghỉ, nó ủ hoa. Vậy cây nó ngừng nghỉ là nó không muốn phát triển nữa. Cho nên mình khoanh rộng bao nhiêu, cây cũng chẳng nhằm nhò gì. Mình phun như nào, cây cũng chẳng nhằm nhò gì. Còn vải mình làm thành đục bánh tẻ đúng lúc thời gian mà trước khi ra hoa 450 ngày. Thì cây lúc đấy nó đủ khỏe rồi. Đây các bạn nhìn vải mình đây. Thì khoảng độ 26 ngày nữa, lá chuyển sang màu ban giống như là mấy cây vải tháng 3 nhà mình. Thì lúc đó mình khoanh bằng cái đũa hay bằng phân như nữa nó chẳng sao đâu. Rồi mình phun có nồng độ cao nhất cũng chẳng sao đâu. Đấy. Thế rồi các bạn. Vậy mình chốt lại như sau. Các bạn khoanh không hãm được lộc là do các bạn khoanh chưa đủ độ rộng, độ sâu, độ mạnh tay và khoanh sớm. Phun cũng vậy. Phun chúng ta không diệt được lộc, chúng ta phun chưa đủ động đặc, chưa đều. Phun bị nghẹn hoa là chúng ta phun nhiều và chúng ta phun sớm dẫn đến cây nó quá suy kiệt, nó không còn sức nữa. Còn bây giờ mình sẽ trực tiếp mình ngồi đây, mình nói về cái HTC đấy nhá. Để mình ngồi lại cho vững vàng đã, bởi vì là không cẩn thận mình ngã. Chỉ lại cái, bởi mình đang trèo thang 4 mét đấy.
Mình sẽ nói về HTC này. Mình lại nói về sự khác nhau giữa HTC và HPC. HPC trước nó chỉ có 3 thành phần, đạm, lân và ethylene. Nhưng bây giờ cái HTC này nó lại thêm rất nhiều thành phần. Cho nên ngày xưa chúng ta dùng HPC, chúng ta dùng mạc thấp hơn bởi vì nó ít chất. Còn bây giờ chúng ta dùng cái HTC này thì chúng ta dùng bằng mạc nồng độ hướng dẫn nhà sản xuất. Còn tại sao chúng ta dùng cái này? Ví dụ trong năm nay mình chia sẻ là mình định không dùng HTC nữa, mình dùng các sản phẩm lân, MKP hoặc NPK dầu kali. Nhưng mình phải dùng. Bởi vì nhà mình có mấy cái vải u hồng đấy. Nó quá mạnh, mình phun cái MKP nó không ổn. Bởi MKP chúng ta biết mấy lân, ta đạm lân kali, lưu huỳnh canxi, manje, molybden, sắt, đồng kẽm vân vân, người ta gọi chung là phân. Và phân là gì? Phân là thức ăn của cây trồng, giống như mình ăn cơm ấy. Ăn cơm, ăn rau, ăn cỏ, ăn cá, ăn thịt, nó là cơm. Ăn nhiều một tí, ăn ít một tí, nó không sao cả. Nhưng cái HTC này thì nó gồm có các chất. Đó là ở đây nó có hai chất, đó là ethylene và auxin. Đấy. Nó vừa có chất kích thích sinh trưởng và chất ức chế sinh trưởng. Vậy cái này chủ yếu nó là ethylene. Vậy chúng ta biết cái phân đó là thức ăn, còn ethylene này là cái chất kích thích ảnh hưởng hormone. Vậy cái kia là thức ăn để nuôi dưỡng cây trồng, giúp cây trồng lớn ra hoa đậu quả, nuôi quả ăn ngon ngọt đẹp mã. Nhưng nó ăn nhiều ăn ít nó không ảnh hưởng lắm. Nhưng cái chất điều hòa sinh trưởng này, tức là chất điều khiển sinh trưởng, mình chỉ cần ví dụ như sau này, ma túy vào chất kích thích, vận động viên người ta chỉ cần tiêm một tí vào, hoặc là người ta ăn một viên thuốc gì đó kích thích là người ta khỏe kinh khủng. Cũng như là thuốc phiện đấy, phải không? Mọc ma túy nó kích thích còn là kinh khủng. Cho nên cái này nó rất là nhiều, rất là kích thích, rất là mạnh, nó điều khiển được cây trồng. Cho nên chúng ta dùng với liều lượng không phù hợp, nó sẽ gây hiện tượng là như mình vừa nói, một là nghẹn, hai là ngủ, ba là không kích, là không diệt được lọc. Vậy chúng ta phải dùng hết sức chuẩn. Một là dùng phải phù hợp thời gian. Hai, như mình chỉ dùng một lần duy nhất trước khi ra hoa 45-50 ngày. Cho nên mình can thiệp liệp vào vải, các bạn nhìn này. Lọc vải mình hơi ban ban, nọn chuỗi hồng hồng, một số hơi đỏ. Đấy, như này. Chọn không? Đấy, u hồng đằng xa, xanh đậm. Như bây giờ phun qua chuyển nó màu vàng nhạt. Đấy. Thì mình đọc lại cái này. Trước nó chỉ có đạm, lân và ethylene. Bây giờ nó đạm này, 5% này. Lân, 2% này. Kali, 2% này. Đồng là 100 parts per million, gọi là ppm này. Sắt là 100 parts per million, là ppm. Kẽm có 100. Mangan 100, bo 100, NAA chính là auxin nhé. Thì NAA là gì? Là chất kích tăng trưởng tế bào, phân hóa tế bào. Đấy. Trong cái này nó lại có thêm NAA, tính là nó vừa có ethylene nhưng có vừa AA nữa, tức là vừa auxin chất kích thích. pH là độ chua, độ kiềm của đất đấy, là trung tính 6,5 tỷ trọng vân vân. Bổ sung phụ gia đặc biệt là ethylene, đây chữ ethylene nhé. Các bạn nhìn thấy ethen, ethylene, telephone hay ethephone đều là nói nhé. Đấy. Vậy là cái này chúng ta phun mà không phù hợp như mình vừa nói, nó là chất điều khiển hoạt động của cây, không khéo nó ngủ, không khéo nó nghẹn hoa. Đấy. Rồi không cẩn thận như thế nhé. Mình chia sẻ rất nhiều video rồi. Cảm ơn các bạn xem video nhé. Bây giờ mình giơ điện thoại cao một chút, các bạn xem cái vải cho mình. Thì tóm lại video này mình chia sẻ vấn đề như sau. Thì chia sẻ với cái này nhé. Dùng HTC. Đấy. Không diệt lọc. À, dùng HTC này, không diệt được lọc này, nghẹn hoa. Tóm lại bây giờ về mình nghĩ sau. Tóm lại là cái video này mình chia sẻ là vấn đề chúng ta dùng cái HTC ấy, cái thời gian này, hay dùng HTC làm sao cho phù hợp, khiến cho phải chúng ta được hiệu quả nhất nhá. Bây giờ mình đứng cao lên, các bạn xem được cái vải thiều như mình. Và các rỗi các bạn ra xem nốt cái vườn Thanh Hà nhé. Thôi đằng nào mới ra thăm vườn Thanh Hà mấy hôm mình thăm xem như nào. Trong thời gian mình quay cái điện thoại,
các hướng mình nghĩ ra là cách dùng cái đầu đề như này. Dùng HTC sao cho hiệu quả và tránh mặt trái của nó. Còn bây giờ mình đã hết ý kiến về dùng HTC rồi. Các bạn rỗi thì đi thăm vườn Thanh Hà với mình nhé. Để xem mình xử lý vườn Thanh Hà ấy như thế nào. Còn với vải thiều và vải u thì mình đã ổn. Đã quá là ok rồi. Thì vấn đề thời tiết mình nói tiếp là bây giờ từ giờ trở đi là tương đối đẹp nhé. Đúng như mình dự đoán các bạn ạ. Thời tiết cuối mùa thu mưa rất nhiều. Sang đông nó lạnh, lạnh dần, lạnh dần, lạnh dần. Đấy. Nó lạnh dần theo thời gian bởi vì là mùa đông phải lạnh rồi. Như các bạn cứ nhận định mà rét sớm, rét đậm, rét hại là các bạn nhận định sai đấy. Nó rét dần và đúng vẫn theo quy luật. Trong tháng 11 thì nhiệt độ như này này. Ban đêm thì giá rét, ban ngày thì lại nắng ấm lên. Trên dưới 20 độ, có lúc 26, 27 độ. Kéo dài dần 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 sang nửa tháng 12 bắt đầu rét xuống hơ hôn. Sau nửa tháng 12 đến nửa tháng 1 thì trong khoảng một tháng đấy là thời gian rét đậm nhất. Sau nửa tháng sau thì chúng ta bắt đầu ấm lên dần. Còn trời lâu lâu nó lại hơi mưa, hơi ẩm ẩm hoặc là trời âm u một chút. Nhưng cơ bản là khá thuận lợi. Thì thời tiết này sẽ thuận lợi cho u hồng và Thanh Hà. Bởi vì u hồng Thanh Hà nó không cần rất đậm, rất hại. Không cần khô ráo cho lắm. Nhưng vải thiều cái này thì nó khá bất lợi. Tuy nhiên cũng là thuận lợi các bạn ạ. Bởi vì nó không rất đậm, rất hại quá dưới 10 độ. Nhưng nó khá khô ráo. Tuy nhiên nhược điểm năm nay là trời quá ẩm ấm. Cho nên chúng ta phải chú ý phương pháp cách làm là sao phù hợp. Bây giờ mình đi một tí, không dùng điện thoại đâu, các bạn xem thử vải của quê hương mình như nào nhá. Đây là cái vườn nhà mình. Bây giờ mình đi. Mình đi đâu mình nói các vườn mọi người như thế nhá. Thì quê mình thế thôi. Thôn mình, tổ dân phố mình thế, mọi người đã bắt đầu khoanh. Vải u khoanh rồi, Thanh Hà và vải thiều một số đã khoanh. Đây Thanh Hà một số nhũ lọc các bạn ạ. Phun ra đây nhá. Đây một số nhũ lọc cũng đều. Vải thiều bên này cũng đều lắm. Cấy cũng ra lọc. Cây này màu vẫn chín. Vườn bên này khá lâu khủng. Cây ra, cây già, cây đang nhú. Giống một cánh hà mình. Bên này đã khoanh rồi. Màu chuyển sang màu nâu nâu rồi. À màu hồng hồng. Nó màu nghệ rồi. Vườn này đang khoanh. Một số cây đã chuyển sang màu nghệ. Lọc rất đẹp, đầy đủ. Rất tốt. Một số đang nhú lọc. Vườn bên này cũng làm lọc muộn đây. Đang nhú. Gia đình cũng chú ý vườn ra lắm. Dạ mô mịt, cạnh cối thì sơ xác. Khu này đã chuyển đổi sang một số cây có múi, thịt nhãn. Vườn bên này quan sát từ xa không thấy gì nhiều rồi. Lại vừa rồi chặt một số cây có múi tiếp. Vườn bên này là tổng hợp một mỡ hổ hốn các loại cây dày dít. Còn vườn bên này chính là cái vườn mà không làm được. Dẫn đến vải bị úng chết hàng loạt, trồng lại còn chết đây. Chuẩn bị ra ăn vườn nhà mình rồi.
mình sẽ sang hướng đông quay lại để nó đỡ chói ánh sáng mặt trời. Vườn nhà mình thì là vườn lươm cơm các kiểu đa dạng, họ rốn các loại lộc lá. Mình để kệ nó, chỉ can thiệp bằng phân thôi, không phun thuốc. À không 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 khoanh nhầm nhầm đánh nhầm. Chỉ can thiệp bằng phân thôi, đặc biệt năm nay mình sẽ tận dụng tất cả các kiểu phân và chất hóc môn như mình chia sẻ cái video từ trước. Đấy, đủ kiểu tổng hợp cả. Cây vừa thành thục bánh tẻ lại muốn nhũ lộc ngay. Đồng sang vườn mình quay đấy, lộc lá dài mênh mông các kiểu, con đà điểu thật. Liệu ra được hoa không? Mình mà không khoanh rồi nhá, ra được hoa hay không đấy là khả năng đấy. Hỏi các bạn nhìn này, trong một cây đã có đủ kiểu lộc rồi. Cái này thì đã ban, cái này thì đang lá kim lá chè. Cái đang nhũ không làm được các bạn ạ. Đây mình đang dọn đi, xong hôm nào mình cày này. Năm nay mình cày để xem nào, đắt tùy, bởi vì nói thật mình đi làm, mình không phải nông dân, chỉ một phần thôi. Đây cây này phạt mạnh quá, đây phạt cụt, thế lá nó bị khô, mình bị khô hai cây. Tuy rằng không quá cụt nhưng mà nó hết lá. Đấy, cái vườn này tóm lại là tạp nham các kiểu nhá, mình kệ nó nhá. Đã phun MKP đến, nhưng mà không ổn, nếu nó sẽ vẫn phải dùng đến HTC thôi. Đúng như mình vừa nói là HTC nó là cái chất hóc môn nó mạnh, MKP phân nó không ổn, không can thiệp được. Đây mình lại quay lại cây vải, có hoa đây đấy, ra hoa đầu lọc đây. Cái này mình làm lọc phải làm hoa nhá, nhưng mình kệ nó. Ra hoa đầu lọc đây, nó vườn tạp nham các kiểu, cành lọc dài đây ấy, à cành hoa dài đây ấy. Hai cây vải tháng 3 đây đều ra hoa hết. Một cây bé bé bên kia cũng thể ra hoa rồi. Thế vườn này có lẽ mình phải dùng HTC một lần, mác thấp nhá. Nhưng không phải với mác diệt lộc mà với mác là làm lộc mau thành thục. Đây có một lần mình phun kali đây. Khi mình phun thì cái kali đấy nó rụng đi. Nhưng bởi vì đất quá ẩm và ấm, trên nó tiếp tục nó phạt lộc ở trên. Đấy. Đây. Mình phun kali một lần, tiếp tục phần lầu ở trên. Cho nên tại sao mình vẫn dùng HTC bao nhiêu năm nay. Một năm nay mình không dùng, nhưng mà do thời tiết này lại phải biến chuyển thôi. Thôi thì cố cái này dùng như vải thiều phải dùng rồi. Bởi vải thiều mình làm đúng luật, căn đúng thời gian ra lọc rồi. Còn cây này thì mới căn được. Bởi vì giãn cách cách ly thôi, mình bỏ kệ đó để mình làm. Ứng dụng xem các bạn xem mình có làm được ra hoa không. Mình sẽ dùng mác thấp. Hôm nay thứ năm nhỉ, 4 giờ tuần sau. Hôm nay là 25. Đây, 25. Thì tóm lại 4 giờ trong khoảng độ đầu, trong tháng 11 trở lại, mình sẽ phun cho một lần HTC với mắc thấp. Thấp hơn hướng dẫn của nhà sản xuất. Hướng dẫn nhà sản xuất từ 160 đến 250 thì mình sẽ phun khoảng độ 300. Thậm chí 3, độ 300. Để chủ trương làm lọc mau thành thục thôi. Đây, phun vào nó cụt lọc xong lại ra tiếp. Quá thuận lợi. Về vấn đề này mình không phải không nói. Ở trời cuối mùa thu, đầu đông năm nay cực kỳ mưa nhiều, trời ấm áp nữa, nó rét được một tí. Nếu nó rét trong thời tiết như này thì cực kỳ thuận lợi cho vải ủ hoa. Nhưng chúng ta phải lưu ý, trời phải khô cơ. Vậy ban đêm giá rét, dưới đất thì khô, ban ngày nắng ấm, cây vải giá rét nông ra được, lại khô không ra được lọc. Nhưng lại nắng ấm, nó làm cho vải quang hợp sản xuất bột đường cực kỳ thuận lợi. Những cái nhược điểm của năm nay đó là trời lại quá là ẩm, cho nên các bạn phải dùng biện pháp khoanh cày cuốc nhé, để cho giúp cho đất nó khô.
Đây các bạn nhìn đây. Cái vải này các dạ một thời gian mà trời mưa ấy, lọc này, nó khô hết. Cuối mùa thu ấy, cái trận mưa dài dài ấy, lọc vải không ra được, nhưng bây giờ cây này lại ra tiếp, đấy lọc còn mập nữa khác. Nên thời tiết này không phải thời tiết diệt lọc nha các bạn nhé. Cho bạn nào mà nói thời tiết mà khô giá rét, rất đậm rất hại thì các bạn đừng xem thời tiết nữa, xem kênh của mình còn hơn. Thật mình có thể thấy chính xác hơn cả. Đấy. Cái vải này này. Thời gian trước nó khô, bây giờ lại chuyển sang màu. Đây khô đầu lọc, bây giờ nó mọc lại này. Đấy. Cho nên bây giờ không phải là rét đậm rét hại nha các bạn nhá, vải vẫn ra lọc bình thường nhá. Đấy. Anh em có xem thời tiết mà tin thời tiết, người ta nói quá các bạn ạ, người ta gọi là nói quá. Của nhà nước thì người ta nói để người ta dân đề phòng, nói quá lên. Rét đậm rét hại. Bão cấp này giật cất kia ghê gớm khủng khiếp. Còn anh em làm YouTube thì lại thu hút người ta gọi câu like. Đây, cho chúng ta phải chú ý. Còn mình dự đoán nó rất đúng, phù hợp. Tuy nhiên không chuẩn mức độ 100%, nhưng mà mình dự đoán mang tính chất khái quát là chuẩn nhá. Rồi chào các bạn. Nói dài dài cũng vậy thôi, về mình đi làm đây. Cảm ơn các bạn xem video.